Xin chào mọi người. Ráng đua. Cao thủ chân tu Diệt Thiên, chương 3727 đến chương 3729. Lúc Doãn Trung Lương đang trầm tư, Lệ Tà lại bỗng nhiên mở miệng cắt ngang luồng suy nghĩ của hắn. Đúng rồi, Trung Lương, ta để Thắng Đông tiểu tử kia đi tiếp quản các thành phố lớn của Sao Tử Khúc. Hắn nói mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, nhưng ngay tại hôm qua hắn lại phạm phải chuyện cũ, nói lại muốn nạp thiếp tam phòng. Lệ Tà nói đến chỗ này thở dài một hơi. Hiện tại tại đại sự trước mắt, tiểu tử thúi này vẫn chỉ lo phong hoa tuyết nguyệt, thật sự không biết hắn đến khi nào mới có khả năng chân chính trưởng thành kế thừa y bát của ta. Hắn từ trước đến nay nghe lời ngươi nhất, chuyện này ngươi đi giúp ta nói chuyện với hắn một chút đi. Nạp thiếp sao? Nghe được lời này, Doãn Trung Lương trong mắt lướt qua một tia giận dữ. Thắng Đông trong miệng Lệ Tà chính là con trai độc nhất của Lệ Tà, thiếu tông chủ duy nhất của Hỏa Đức Tông. Nhưng đối với kẻ này, Doãn Trung Lương lại thực sự chán ghét. Có một thân thiên phú tu luyện lại là chỉ lo phong hoa tuyết nguyệt, tham hoa luyến sắc, chính thê cộng thêm tiểu thiếp đã không dưới trăm người, nhưng hắn vẫn không biết thỏa mãn, vẫn đắm chìm trong cuộc săn lùng nữ tử không cách nào tự kiềm chế. Liên quan tới điểm này, hắn đã vô lần nghiêm khắc khiển trách, thậm chí là ra tay trách phạt, nhưng Lệ Thắng Đông vẫn làm theo ý mình, chỉ biết làm chuyện vô bổ. Nếu như Lệ Thắng Đông không phải là con trai độc nhất của Lệ Tà thì hắn đã sớm phất tay giết chết, cũng sẽ không nhịn đến bây giờ. Doãn Trung Lương ánh mắt có chút lấp lóe, càng phát ra băng lãnh. Bọn hắn lần này chiếm Sao Tử Khúc làm căn cứ địa tiến quân vào khu vực trung tâm hệ Ngân Hà, vốn là dự định để Lệ Thắng Đông làm tướng tiên phong, đem tất cả người phản đối trên Sao Tử Khúc san bằng tất cả. Nhưng bây giờ công việc quét sạch mới tiến hành được có 2 ngày, hắn lại phạm bệnh cũ, chuẩn bị lập thiếp, quả thực chính là mê muội mất cả ý chí. Nhưng cuối cùng, sự tức giận trong lòng Doãn Trung Lương lại tuyệt nhiên không ngay lập tức biểu hiện ra ngoài, ngược lại là sắc mặt hơi thay đổi, giống như nghĩ đến cái gì đó. Sau một lát, hắn lúc này mới lên tiếng: "Tông chủ, chuyện này cứ để Thắng Đông tự do hành động đi." Nghe được lời này của hắn, Lệ Tà ánh mắt khẽ biến, cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Ngày bình thường, Doãn Trung Lương đối với đứa con trai này của hắn là khắc nghiệt nhất, phần lớn đều là quát mắng cùng trách phạt, làm sao hôm nay lại là thái độ khác thường này chứ? Mà Doãn Trung Lương tại giờ phút này lại mở miệng: "Thắng Đông muốn nạp thiếp, chuyện này không chỉ sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, ngược lại là có lợi ích đối với chúng ta." Ồ, Lệ Tà sắc mặt lại biến, trên mặt hiện ra một tia không hiểu. Doãn Trung Lương tiếp tục nói: "Lần này Hỏa Đức Tông chúng ta đặt chân tại Sao Tử Khúc, đồng tỉnh đã coi như không hề nhỏ, mà rất nhanh Tu La Điện, Hợp Nhất Môn, Mộc Thần Các, những tông môn đứng đầu ở ba khu vực khác của cái hệ Ngân Hà này đều sẽ giáng lâm Sao Tử Khúc. Điều này đối với toàn bộ hệ Ngân Hà mà nói đều là một sự kiện lớn, có thể đủ chấn động tứ phương. Một khi tin tức bị tiết lộ ra ngoài, Hiên Viên Điện khó tránh khỏi sẽ có cảnh giác, sớm chuẩn bị. Mà Thắng Đông lúc này muốn nạp thiếp vừa vặn cho chúng ta một cái cớ tuyệt hảo. Chúng ta liền lấy danh nghĩa Thắng Đông nạp thiếp truyền tin tức ra ngoài, mời các đại tông phái khắp hệ Ngân Hà tham dự yến tiệc. Dạng này cho dù là Hợp Nhất Môn, Tu La Điện, Mộc Thần Các, tông môn giáng lâm tại Sao Tử Khúc cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều sự chú ý từ Hiên Viên Điện. Cho dù Hiên Viên Điện muốn tìm hiểu hư thực cũng không thể quá mức trắng trợn, chỉ có thể điều động đại diện lấy danh nghĩa tham dự tiệc cưới mà đến đây, có thể nói là che giấu tai mắt người, nhất cử lưỡng tiện. Lệ Tà nghe vậy, trước mắt cũng lóe lên một tia sáng. Hắn mặc dù không phải lấy trí kế mà xưng danh, nhưng có thể làm được một tông chủ, thế nào lại là một người ngu đâu chứ? Doãn Trung Lương chỉ là đề cập câu đầu tiên, hắn cũng đã nghĩ đến điểm mấu chốt trong đó. Rất tốt, hắn nhếch miệng cười toe toét, cao hứng nói: "Ta hiện tại sẽ lập tức phát thiệp cưới rộng rãi, chiêu cáo các tộc hệ Ngân Hà." Một lời rơi xuống, thế cục hệ Ngân Hà
tức thời trở nên vi diệu. Thời gian nhoáng một cái lại qua 3 ngày. 3 ngày này Diệp Thiên đều tọa trấn tại Hiên Viên Điện, chờ đợi tin tức Hỏa Đức Tông, tùy thời đều chuẩn bị ra tay. Hôm nay Phong Hậu lại là cầm một tấm thiệp cưới hùng hùng hổ hổ bước vào. Nhi tử Lệ Tà nạp thiếp sau. Diệp Thiên nghe được tin tức này cũng là cảm thấy có mấy phần bất ngờ. Tại thời khắc mấu chốt này, nhi tử Lệ Tà lại nạp thiếp mà còn truyền khắp các tông các tộc hệ Ngân Hà phát thiệp cưới. Chuyện này hoàn toàn chính xác, rất kỳ quặc. Nhất là địa điểm con của hắn nạp thiếp lại nằm ở nơi giao nhau giữa khu vực trung tâm hệ Ngân Hà cùng khu vực phía đông. Thật sao? Diệp Thiên ánh mắt bình thản, khóe miệng hiện ra một ý cười. Mặc dù không biết hắn đến tộc cùng muốn làm cái gì, nhưng lần nạp thiếp này hiển nhiên cũng không phải đơn giản là một lần yến hội ăn. Hắn đã mời chào các tông các tộc hệ Ngân Hà, vậy chúng ta cũng không có lý do gì mà không đi. Lần này làm phiền ông hoặc là đồ ách đi một chuyến, vừa vặn có thể nhìn xem Hỏa Đức Tông muốn dở trò gì. Bây giờ Hiên Viên Điện nghiễm nhiên lấy Diệp Thiên đứng đầu. Anh dù không phải là điện chủ, lại không khác gì điện chủ. Loại chuyện giống như điều tra tình báo này đương nhiên không cần anh tự thân ra trận. Ừ, cũng được. Phong Hậu đồng ý. Tôi là phó điện chủ, chuyện này tôi sẽ tự mình đi một chuyến. Mặc kệ Hỏa Đức Tông muốn làm trò gì thì bọn hắn sẽ không đến mức tại trên yến tiệc trở mặt cùng chúng ta tại trước mặt mọi người. Yến hội sẽ diễn ra vào 7 ngày sau. Tôi hiện tại liền kiến tạo thông đạo không gian tiến về sau Tử Khúc. Ông ta nói muốn làm liền chuẩn bị quay người đi ra ngoài. Thế nhưng vào lúc này Diệp Thiên đã đột nhiên mở miệng. Chậm đã. Chỉ thấy ánh mắt Diệp Thiên quét về phía Phong Hậu, hai mắt lấp lóe. Ông vừa rồi nhắc tới là sao Tử Khúc, đúng không? Đúng vậy à? Phong Hậu nói ra, sao Tử Khúc này nằm ở nơi giao nhau giữa khu vực trung tâm và khu vực phía đông của hệ Ngân Hà. Lần này nhi tử Lệ Tà, Lệ Thắng Đông tổ chức nạp thiết mở đại yến ngay tại trên tinh cầu này. Diệp Thiên nghe vậy, biểu lộ thay đổi mấy phần, anh phất tay một cái, tiếp nhận tấm thiệp mời từ trong tay Phong Hậu. Mở thiệp cưới ra, phía trên thần lệnh viết Lệ Thắng Đông cùng 3 cái tên nữ tử sắp bị hắn thu làm thiếp thất, mà 1 cái tên trong đó thì làm cho sắc mặt Diệp Thiên trầm xuống. Âu Nhã Nhược. Mặc dù đã rời khỏi sao Tử Khúc hơn mấy tháng, nhưng cái tên này anh thủy chung vẫn ghi tạc trong lòng, bởi vì đây là nữ tử duy nhất tại thời điểm anh mất đi trí nhớ chân chính quan tâm cùng trợ giúp cho anh. Anh không nghĩ tới Hỏa Đức Tông lần này vậy mà đem sao Tử Khúc cuốn vào, mà nhi tử Lệ Tà nạp thiếp thất, một vị trong đó lại là Âu Nhã Nhược. Vừa nghĩ đến đây, anh lúc này hủy bỏ quyết định trước đó, khoát tay áo với Phong Hậu. Cái yến hội này ông cũng không cần đi, tôi sẽ đích thân đi một chuyến. Phong Hậu không biết vì sao thái độ của Diệp Thiên trước sau lại thay đổi to lớn như vậy, nhưng ông trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác, tất nhiên là chuyện này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Diệp Thiên. Tới giờ phút này, ông ta bắt đầu vì Hỏa Đức Tông mà sinh ra mấy phần thương hại. Có vì tuyệt thế sát tinh này tự mình xuất hiện, vậy cái tiệc cưới này sợ rằng sẽ biến thành tang sự. Mà giờ khắc này, ở bên trong một gian phòng khách của cung điện hiền giả, tại sao Tử Khúc xa xôi, một nữ tử thân mặc váy dài màu hồng phấn, tựa ở đầu giường, ánh mắt ảm đạm. Mà trong tay ngọc của nàng cầm một tờ giấy. Trên tờ giấy này là anh hùng cái thế trong lòng nàng lúc rời đi đã lưu lại. Trên đó viết, nhận được sự chiếu cố của cô và tôi mãi mãi sẽ là bằng hữu. Trong vòng 10 năm, cô và tôi sẽ gặp lại. Nàng nhìn xem tờ giấy này, nhớ tới thanh niên lỗ mãng đã từng mất đi trí nhớ, lại là tại thời khắc sao Tử Khúc tuyệt vọng, ngăn cơn sóng dữ. Một hàng nước mắt trong vắt xuôi dòng mà xuống. Có lẽ anh và tôi còn có thể gặp lại, nhưng tại lúc tương phùng, tôi chỉ sợ đã gả cho người khác làm thiếp. Diệp Thiên, tôi rất muốn gặp lại anh. Anh đang ở đâu? Hết thật sự rồi.